Ui rồi, chắc khả năng hôm vừa rồi mình đánh ở đây nó cũng sợ rồi, nó không khô, nó không vào nữa rồi các bạn ạ. Thôi, thất bại rồi, không được con nào rồi. Bắt cá về ăn Tết mà không được con cá nào ăn Tết rồi. Thôi mình xin chắc một khả năng mình phải làm clip sau, mình sẽ tìm địa điểm khác về góc kia nhá. Mình đánh chứ góc này khả năng không ăn thua rồi, nó quen rồi. Nó sợ rồi, nó không vào nữa. Thì thôi mình hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhá. Các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh cho mình nhá. Mình chào tạm biệt các bạn.